Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. 14 tàu chiến của Nga thẳng tiến tới Odessa, nã đạn xối xả ngay giữa đêm. Theo nguồn tin ngày 16 tháng 3, dẫn lời Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Girashenko thông báo, khoảng nửa đêm hôm qua, các tàu chiến của Nga đã khai hỏa từ ngoài khơi Ukraine tại khu vực gần làng Tuzla, vùng Odessa, từ đây, lực lượng Nga đã bắn rất nhiều tên lửa và đạn pháo về phía bờ biển Ukraine. Theo ông Girashenko, dường như mục đích của Nga là thăm dò các hệ thống phòng thủ ven biển của Ukraine. Họ đã bắn một lượng đạn khổng lồ từ khoảng cách xa, dường như họ muốn thăm dò các hệ thống phòng thủ ven biển của Ukraine nhưng không đạt được kết quả. Trước đó, theo nguồn tin cho biết, hôm 15 tháng 3, ít nhất 14 tàu chiến của Nga đã di chuyển về Odessa, trong số đó dường như có các tàu đổ bộ. Trang tin này còn cho biết thêm, các con tàu của Nga được phát hiện nhờ sự giúp đỡ của Damien Simon, một nhà phân tích quốc phòng độc lập. Phân tích sơ bộ về các con tàu liên quan cho thấy chúng gồm ba cụm, hai nhóm mang máy bay chiến đấu và một nhóm là các tàu đổ bộ. Những chiếc tàu đổ bộ này dường như di chuyển thẳng từ địa bàn chiếm đóng được ngoài khơi Crimea. Các nhà phân tích đang tìm kiếm thông tin về những con tàu khác trong ảnh vệ tinh. Đề cập tới tình hình Odessa, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Alexei Danilov cho biết lực lượng Nga đang chuẩn bị đổ bộ vào Odessa. Người đứng đầu chính quyền khu vực Odessa, Marchenko cũng cảnh báo về nguy cơ hải quân Nga đổ bộ vào khu vực này. Chào buổi tối, các cư dân vùng Odessa hiện đang có nguy cơ kẻ địch đổ bộ vào bờ biển của chúng ta. Tuy nhiên các chiến binh của chúng ta đã sẵn sàng cho điều đó. Tất cả những gì kẻ địch có thể nhìn thấy sẽ chỉ là đáy biển đen mà thôi. Ông Machenko viết trên nguồn tin hôm 15 tháng 3. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước khu vực Odessa cũng cho biết ông đã tổ chức hội đàm với các lãnh đạo cơ quan quản lý quân dân cấp quận. Nhiệm vụ chính là chuẩn bị các khâu cung cấp thực phẩm, nhiên liệu cho người dân. Tại Odessa, các hoạt động chuẩn bị tích cực đang được tiến hành để đối phó với một cuộc tấn công của quân đội Nga. Tuần trước, Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ thứ hai của thành phố đã được thành lập. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào trước các thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải.